Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin kính chào tất cả các thiên thần của Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe lời của Chúa trong sáng hôm nay. Hôm nay chúng ta có thể mở trong Giăng thứ nhất đoạn một. Tôi sẽ đọc từ câu 5 cho đến câu số 7. Đây là lời chúng tôi đã nghe từ Ngài và chúng tôi lo truyền cho anh chị em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không hề có chút tối tăm nào. Nếu chúng ta nói mình được thông công với Ngài và vẫn sống trong tối tăm, chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vận hành ở trong ánh sáng, thì chúng ta được thông công với nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vận hành ở trong ánh sáng, thì chúng ta được thông công với nhau, và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì đêm hôm kia thì tôi nằm và cái câu kinh thánh này cứ nhắc nhở tôi rất là nhiều lần. Huyết của Chúa Giêsu con Ngài đã thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Amen. Huyết của Chúa Giêsu con Ngài tức là làm sạch tội lỗi của chúng ta. Amen. Và câu kinh thánh này nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Tôi không hiểu điều gì, nhưng mà tôi nói rằng là Chúa muốn con giảng chủ nhật này con phải giảng. Tôi cứ nghĩ rằng là cái câu này là cái câu số 9, nhưng mà đọc câu số 9 thì đâu phải. Nếu chúng ta xin tội lỗi mình thì Ngài là thành tín và công chính sẽ tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nhưng mà cái câu 7 thật sự mới đúng nghĩa trong ban đêm là Chúa đã phán dạy, đó là nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng thì cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng, thì chúng ta được thông công với nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa thân yêu quý của chúng con biết được rằng Ngài là đấng lãnh đạo hội thánh, Ngài nuôi dưỡng hội thánh, nên Ngài luôn có lời cho hội thánh của Chúa. Và con tin rằng lời của Ngài là thần linh và sự sống. Đúng như vậy, lời của Chúa sẽ nói qua đời sống của con, và thần linh là sự sống để đến trên lời của Ngài và đem đến sự sống cho hội thánh của Chúa, đem đến đức tin cho hội thánh của Ngài, để ai nấy có thể tin cậy ra lời của Đức Chúa Trời để sống đúng như lời Chúa phán dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ đồng thể đây cho thánh linh của Chúa, xin Ngài dạy dỗ, Ngài là giáo sư lớn của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con cũng biết rằng mà không có thánh linh của Đức Chúa Trời, chúng con chẳng làm gì được. Không có thánh linh của Chúa, chúng con không có sự sống. Bởi vì Ngài là sông nước hằng sống chảy trong lòng chúng con. À, Ngài chúng con dâng đến thì giờ còn lại trong tay chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đề tài tôi muốn nói đây là thấy được sự sáng, sống theo ánh sáng. Amen. Amen. Chúng ta thấy được sự sáng thì chúng ta sẽ sống theo ánh sáng chiếu rọi cho đời sống của chính mình. Bởi vì sứ đồ Giăng ông nói rằng là điều tôi vẫn có từ ban đầu, điều mà chúng tôi đã nghe, điều mắt tôi chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã sờ về ngôi lời sự sống. Vì sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã thấy và làm chứng về sự sống ấy. Chúng tôi bàn báo cho anh chị em sự sống và phúc vốn ở với Chúa Cha và xuất hiện cho chúng tôi thấy. Điều chúng tôi đã thấy và nghe chúng tôi loan báo cho anh chị em, để anh chị em cũng được thông công với chúng tôi.
và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với con Ngài. Chúa có thể Giê-xu, chúng tôi biết điều này để thêm niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Sứ đồ Giăng là người yêu Chúa rất nhiều, phải không ạ? Người đã nghe lời của Chúa, người đã kề cận với Chúa, kinh nghiệm được sự sống từ nơi Chúa Giê-xu. Và ông nói rằng là tôi đã sờ rồi, mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe và tôi đã chiêm ngưỡng về ngôi lời sự sống. Vì sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã thấy và làm chứng về cái sự sống ấy. Chúng tôi ban báo cho anh chị em sự sống vĩnh phúc vốn ở với Chúa Cha và đã xuất hiện cho chúng tôi thấy, vốn ở với Chúa Cha và đã xuất hiện cho chúng tôi thấy. Bởi vì khi Chúa Giê-xu đến, khi Chúa Giê-xu phán dạy, thì Chúa Giê-xu nói là ta với Cha là một. Các ngươi thấy ta là thấy Cha, biết ta là biết Cha. Ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Nên ông nói rằng là vì sự sống đã xuất hiện, chúng tôi đã thấy và làm chứng về sự sống ấy. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống vĩnh phúc ở với Chúa Cha, vốn ở với Chúa Cha và đã xuất hiện cho chúng tôi thấy. Thì chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi loan báo cho anh chị em để anh chị em cũng được thông công với chúng tôi. Và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự thông công với chúng tôi và sự thông công của chúng tôi là với Đức Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông kêu gọi là hội thánh của Chúa khắp nơi thông công với ông, thông công với những người các sứ đồ đó. Khi thông công với chúng tôi, vì chúng tôi thông công với Chúa Cha và Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Và điều này chúng ta biết được rằng sứ đồ Giăng nói về một tà giáo đang vận hành rất là mạnh mẽ và làm cho nhiều người dễ dàng mà nao núng. Đó là họ tin rằng là thế giới này là hư không, nên Chúa Giê-xu không phải là từ Đức Chúa Trời trở thành con người. Bởi vì thế giới là thế giới hư không thì Đức Chúa Trời không thể trở thành người được, Chúa Giê-xu không thể trở thành người được. Bởi vì là một sự hư không và đã làm cho hội thánh của Chúa có thể nghe những cái lời này, và các cái tà giáo này nó làm cho hội thánh của Chúa phân vân và không hiểu phải như thế nào. Đó, Chúa Giê-xu không trở thành con người bởi vì Đức Chúa Trời không thể nào chung đụng với thế giới hư không này được. Và sứ đồ Giăng nói về Đức Chúa Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu là chính ông, chính những người sứ đồ, họ đã chiêm ngưỡng, họ đã thấy, họ đã nghe, họ đã biết, họ đã sợ về ngôi lời sự sống, nói về chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và ông kêu gọi rằng đây là lời chứng mà tôi đã nghe từ nơi Ngài và chúng tôi mang truyền cho anh chị em. Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không hề có một chút tối tăm nào. Ông nói về Đức Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rồi ông nói rằng là Đức Chúa Trời là sự sáng. Amen. Trong Ngài không có chút tối tăm nào. Như vậy thì Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giê-xu trong Giăng đoạn 1 ông nói rằng là Ngài là nguồn sự sống, Ngài là sự sáng. Amen. Sự sáng soi sang tối tăm và tối tăm nhận lấy sự sáng không ạ? Như vậy thì Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời và Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chúng ta nhớ rằng là Ngài là ngôi lời, Ngài là sự sáng, Ngài là sự sống và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Amen.
Và khi Ngài trở thành người thì Ngài là Chúa cứu thế Giê-xu. Ai cũng được gọi là Đấng Messi. Amen. Và khi Ngài trở thành con người, Ngài được gọi là Con Đức Chúa Trời. Ngài cũng được gọi là Con Người. Và Ngài cũng được gọi là Con Cả Giữa Vòng Anh Chị Em. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời là sự sáng. Amen. Chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời là sự sáng không? Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng lấy địa cầu, tại dựng lấy trái đất này, Ngài phục hồi lại, thì Kinh Thánh ghi rằng là ban đầu Đức Chúa Trời dựng lên trời đất, và đất vô hình và trống không. Tức là đất nó tối tăm và trống không, không có gì cả. Thì Đức Chúa Trời phải có sự sáng, thì liền có sự sáng. Amen. Amen. Và Chúa phân ra giữa sự sáng và sự tối. Amen. Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời là sự sáng. Và Ngài thấy địa cầu đang bao trùm trong sự tối tăm, nên Ngài liền phán phải có sự sáng, thì liền có sự sáng. Amen. Vì cái bản chất của Đức Chúa Trời là sự sáng. Amen. Ngài là sự sáng, trong Ngài không có chút tối tăm nào. Đến khi Ngài tái tạo trái đất thì Ngài phát phải có sự sáng, thì có sự sáng. Amen. Cái sự sáng này không phải là sự sáng của mặt trời hay là sự sáng của mặt trăng. Bởi vì ngày thứ tư thì Ngài mới dựng lên mặt trời và mặt trăng, đúng không? Nên cái sự sáng này là sự sáng từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là nguồn sự sáng, và Ngài thấy địa cầu đang ở trong sự tối tăm, thì Ngài công bố phải có sự sáng, thì có sự sáng. Amen. Bởi vì Ngài là sự sáng, bản chất của Ngài là sự sáng, nên Ngài đầu tiên thì Ngài đã công bố sự sáng, và sự sáng đã chiếu rọi. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa phân sáng ra cùng tối. Amen. Chúa phân ra sự sáng đến thì tối tăm lùi rồi. Amen. Amen. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Lời của Ngài cũng là sự sáng, đúng không? Thi Thiên 119 câu 135 không à? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lộ. Lời Chúa là sự sáng. Amen. Amen. Lời Chúa là ngọn đèn. Lời Chúa là ánh sáng cho mỗi đời sống của chúng ta. Ở giữa thế giới tối tăm này, chúng ta biết rằng là thế giới này là thế giới của sự tối tăm. Ai ở trong tội lỗi là ở trong sự tối tăm, ở trong bóng tối. Người nào được xóa sạch tội lỗi thì người ấy ở trong ánh sáng của Chúa. Nên Chúa Giê-xu nói rằng là ai nghe lời ta mà tin đấng sai ta thì được sự sống đời đời, vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Amen. Vượt khỏi sự chết mà vào sự sống. Thì chúng ta thấy rất rõ, đó là có một sự chết và có sự sống. Amen. Sự sống là sự sáng. Amen. Đức Chúa Trời đem chúng ta ra khỏi vương quốc của sự tối tăm mà dời chúng ta vào vương quốc của sự sáng lạng. Amen. Amen. Ngày hôm nay chúng ta biết được rằng chúng ta đang ở trong sự sáng của Chúa, bởi vì Ngài là nguồn của sự sáng. Đức Chúa Trời chúng ta là sự sáng. Ngài tạo dựng ra sự sáng. Ngài phân biệt ra tối và sáng. Và chúng ta là người ở trong sự tối tăm, và đã được Chúa đem chúng ta vào sự sáng để chúng ta sống trong ánh sáng. Amen. 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 Nói với người bên cạnh là bạn đang ở trong sự sáng. Amen. Nên Chúa Giê-xu khi mà Ngài dạy rằng, Ngài nói rằng là anh em là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Amen. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Như vậy thì Đức Chúa Trời chúng ta là sự sáng, là nguồn sự sáng. Ngài tạo ra sự sáng, Ngài phân biệt sáng và tối, và Ngài biết được cái sự tối tăm quay phủ đất. Amen. Sự u ám quay bọc các dân. Mà còn ta thì sao? Đã dấy lên trên ngươi. Amen. Hãy dấy lên và sáng lè ra, hay là hãy đứng lên và chiếu sáng. Amen. Như vậy thì Đức Chúa Trời chúng ta là sự sáng, và chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta
là người của sự sáng. Amen. Thì đời sống chúng ta phải sống trong sự sáng. Amen. Chúa bảo chúng ta là phải đứng lên và chiếu sáng. Chúa bảo chúng ta là mũi của đất, là ánh sáng của thế gian. Và chúng ta phải chiếu sáng. Amen. Chúng ta phải chiếu sáng để cho những người xung quanh chúng ta thấy được ánh sáng của Chúa. Amen. Họ ở trong tối tăm, họ không thấy được, họ thờ lại hàng tượng, họ thờ lại ma quỷ, họ đồng bóc phù hết bói hoa tà thuật, họ làm đủ mọi thứ thuộc về Satan. Nhưng mà họ không thể thấy ánh sáng của Chúa được khi hầu thánh của Chúa không chiếu sáng. Nên Chúa muốn nói cho chúng ta rằng là chúng ta được phước, chúng ta được ơn của Chúa, chúng ta được cứu và chúng ta trở nên ánh sáng. Chúng ta phải chiếu sáng. Amen. Như vậy thì chúng ta chiếu sáng bằng cách nào? Hôm nay chúng ta sống, người ta có khen mình là sống tốt không? Có không? Có không? Nếu người ta chê mình xấu là như vậy thì mình đang sống trong bóng tối hay là sáng? À, như vậy thì chúng ta có kiểm tra là chính mình. Nếu mình được nhiều người yêu chuộng, nhiều người khen tặng thì chúng ta đang sống trong ánh sáng đấy. Amen. Nhưng mà nhiều người chê chúng ta, nhiều người nói rằng người này nó xấu, em không có xứng đáng là một con người sống gian ác, sống ô uế, sống trong sự tối tăm, sống mà nó làm cho người khác tổn thương, làm cho người khác không có vui lòng chút nào, thì chúng ta không phải sống trong ánh sáng. Amen. Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Chúng ta phải giống Chúa Giêsu đúng không? Khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Ở đây là Chúa nói rằng là Chúa Giêsu tăng trưởng. Amen. Chúa Giêsu tăng trưởng. Đời sống của chúng ta phải tăng trưởng. Khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn. Amen. Chúng ta phải tăng trưởng trong thuộc linh. Chúng ta không thể nào mà sống như vậy, hay là nó tính tôi là vậy đó, ai chịu được chịu, chịu được thôi. Thế như vậy thì chúng ta không có tăng trưởng, chúng ta muốn đứng dừng chân trở lại. Và như vậy thì chúng ta đang là một cái đèn để dưới gầm giường đúng không? Hay là ở trong một cái thùng không ạ? Như vậy thì nó không đúng nghĩa của một người con của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải sống như thế nào? Tất cả mọi một chúng ta cần phải kiểm tra lại chính đời sống của mình. Thật sự sống có đúng như lời Chúa đã dạy cho chúng ta. Chúng ta sống có đúng như là người con của Đức Chúa Trời thật sự không? Trong Roma đầu 8 câu 9 thì ghi rõ, anh chị em cũng được nghe rất là nhiều lần đúng không? Đức Chúa Trời biết trước chúng ta, Ngài biết chúng ta, rồi Ngài đã định trước cho chúng ta để chúng ta giống hình ảnh có Ngài. Amen. Như vậy thì Ngài biết trước và Ngài định trước rồi để chúng ta giống Chúa Giêsu. Có quan trọng không chị em? Vô cùng quan trọng. Giống Chúa Giêsu là vô cùng quan trọng. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu là nguồn của sự sáng, là ánh sáng đến với thế giới. Amen. Và chúng ta là người giống Chúa Giêsu, thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta giống Chúa Giêsu là chúng ta sẽ giống vinh quang với Ngài. Amen. À, chúng ta giống hình ảnh của Chúa Giêsu là chúng ta cũng đồng vinh quang với Chúa. Như Roma đoạn 8 câu 17 nói rằng là chúng ta sẽ hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời và cơ nghiệp của Chúa cứu thế Giêsu. Khi chúng ta chịu khổ với Ngài thì chúng ta đồng vinh quang với Ngài. Amen. Tôi đọc đi đọc lại thì tôi thấy rằng là Đức Chúa Trời biết trước chúng ta, rồi Ngài đã định trước cho chúng ta giống hình ảnh con Ngài. Điều này là vô cùng quý giá, vô cùng lớn lao. Amen. Phải giống Chúa Giêsu. Không ai càng thêm, thân hình càng lớn.
càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng loài người. Amen. Chúng ta thấy có hai lần mà Đức Chúa Trời phán: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Amen. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Hãy nghe lời con ấy. Amen. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem thử chúng ta có giống Chúa Giêsu chưa? Chúng ta giống được bao nhiêu phần trăm? Chúng ta giống Chúa Giêsu để con ấy trở thành con cả giữa bọn anh chị em. Amen. Ngài trở thành con cả và chúng ta trở thành con thứ. Amen. Phải vậy không? À, như vậy thì đấng thánh hóa và người được thánh hóa trở thành con cùng một cha. Amen. Chúng ta với Chúa Giêsu trở thành con của Đức Chúa Trời cùng một cha thiên đàng. Amen. Này, Chúa Giêsu không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Phải vậy không? Ngài giảng về Đức Chúa Trời cho anh em của Ngài. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta không giống Chúa Giêsu thì sao? Thì Chúa ơi, con trở thành con cả không? Bởi vì Chúa chỉ có một mình à, là con độc sanh của Đức Chúa Trời chứ không phải là con cả nữa. Nhưng mà Ngài là con cả nghĩa là có con thứ. Mà nếu chúng ta giống Ngài thì chúng ta là con thứ và Ngài trở thành con cả giữa vòng anh chị em. Amen. Đây là điều mà Ngài biết trước và Ngài đã định trước cho chúng ta giống hình ảnh con cả. Vô cùng quan trọng. Đọc đi đọc lại anh chị em mới thấy cái câu kinh thánh này là vô cùng quan trọng. Những người Ngài đã chọn người thì Ngài cũng xưng là công chính, mà Ngài xưng công chính thì Ngài cũng là cao vinh hiển. Amen. Amen. Chúng ta phải có một đời sống trong ánh sáng. Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không hề có một chút tối tăm nào. Amen. Trong Ngài không hề có một chút tối tăm nào. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn hằng ở trong ánh sáng, Ngài luôn luôn ở trong ánh sáng, Ngài không có một chút tối tăm nào. Dù Chúa Giêsu của chúng ta bị cám dỗ trong nhiều lĩnh vực như chúng ta, nhưng mà Ngài không phạm tội, có nghĩa là bóng tối không chạm tới Ngài được, bởi vì trong Ngài có sự sáng tỏa ra. Ngài sống trong ánh sáng, Ngài hằng ở trong ánh sáng. Amen. Thì như vậy thì chúng ta phải sống trong ánh sáng. Chúng ta có thích tội lỗi không? Tôi nghĩ là không ai thích tội lỗi không? Nhưng mà có những thứ tội lỗi chúng ta là thích. Bởi vì xác thịt chúng ta thích, xác thịt chúng ta ưa thích. Có nhiều người thì ưa nói dối nhưng mà không có chịu bỏ. Nói ra là nói dối, nó không đúng với sự thật. Có nhiều người thích thế gian, tham mê của mắt, tham mê của sắc thịt và kiêu ngạo của mình. Những cái điều đó thích là tội lỗi rồi, phải không ạ? Chúng ta phải sống giống như Chúa Giêsu. Đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải sống như vậy. Không thể sống được. Con Đức Chúa Trời phải giống cha, phải giống Đức Chúa Trời. Amen. Tôi nói lại là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người giống Chúa. Amen. Và khi đó con người đi ra khỏi Đức Chúa Trời của mình, trở thành giống Satan. Này, Chúa Giêsu đến để làm gì? Để phục hồi lại con người và dạy dỗ cho con người trở thành giống Chúa trở lại. Và khi giống Chúa trở lại thì để hưởng được sự sống đời đời. Giống Chúa thì Chúa mới tiếp rước ở chung với Chúa, cũng có thể cai trị với Chúa 1000 năm bình an, cũng ở với Chúa trong cõi đời đời nữa. Mà nếu không có Chúa thì Chúa nói là tao không biết các người là ai. Amen. Bởi vì không giống Chúa làm sao ở chung với Chúa được. Đây là điều vô cùng quan trọng. Đức Chúa Trời biết trước và định trước cho chúng ta giống hình ảnh con Ngài. Ngài đã định rồi, Ngài đã biết rồi. Nên anh chị em có mặt ngày hôm nay là qua ý định của Đức Chúa Trời, được gọi là tiền định rồi. Bây giờ chúng ta học hỏi, chúng ta nghe lời Chúa, để chúng ta thực hành, để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giêsu. Mà khi chúng ta giống Chúa Giêsu là giống Đức Chúa Trời. Amen. Mà giống Đức Chúa Trời thì sao? Đầy dạy ngân quang. Amen. Amen. Đầy dạy ngân quang.
chúng ta thấy Đức Chúa Trời rất siêu nhiên đúng không ạ? Đức Chúa Trời giàu không? Rất là giàu có phải không? Đầy dẫy tình yêu thương phải không ạ? Tất cả mọi sự. Một công chúa của một vị vua, một hoàng tử của một vị vua là uy quyền, oai phong, phải không ạ? Đầy dẫy tài đức, không có thiếu thốn gì, rất là quyền của một quốc gia. Nhưng mà chúng ta là con của Đức Chúa Trời, là cha chúng ta là vua của thiên đàng, là vua của các vua, là chúa của các chúa, thì chúng ta phải nói rằng là làm hơn hoàng tử, là con chúa của một quốc gia, của một vị vua trong một nước. Amen. Và chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy được rằng mỗi một đời sống của chúng ta thật sự có được thừa hưởng tất cả những gì là thuộc về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thừa hưởng quyền năng của Chúa. Tôi tin rằng anh chị em thừa hưởng sự sống đời đời. Anh chị em cũng kinh nghiệm về sự chữa lành của Chúa, về sự di rê, sự sẵn sàng của Chúa. Nhưng mà không phải là lâu lâu chúng ta kinh nghiệm một lần. Nhưng mà chúng ta sống bằng đức tin. Sống bằng đức tin có nghĩa là chúng ta kinh nghiệm một Đức Chúa Trời hàng sống luôn ở với chúng ta. Amen. Ngài luôn ở với chúng ta, và Ngài là đấng chữa lành, Ngài là đấng chu cấp, Ngài là đấng làm nhiều phép lạ lớn lao trong cuộc đời chúng ta, là đấng biến đổi cuộc đời chúng ta, và đấng mà dạy dỗ ôm ấp đời sống của chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa nhiều hơn. Trong Khải Huyền đoạn 2 nói rằng là Thánh Linh và Hội Thánh, Thánh Linh và cô dâu mới. Amen. Thánh Linh và cô dâu mới đều đồng nói. Amen. Ai khác hãy đến, ai khác hãy đến. Amen. Thánh Linh luôn luôn ở với Hội Thánh, và Thánh Linh làm cho Hội Thánh trở nên một cô dâu tinh khiết, chờ đón Chúa Giêsu trở lại. Thánh Linh đang hành động, Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên tinh khiết, trở nên thánh khiết và công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Thánh Linh được ban phước, có trách nhiệm ôm ấp chúng ta, dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta và làm tất cả mọi điều, có nghĩa là bẻ cách sự trị dạy dỗ đời sống chúng ta, để chúng ta thải đi tất cả những gì ô uế xấu xa của đời sống cũ trong tội lỗi, tẩy sạch tất cả những điều đó để trở thành một cô dâu tinh khiết chờ ngày tăng lên đến. Amen. Chúng ta biết chúng ta không coi thường Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta có ngày hôm nay. Nếu chúng ta không tái sanh thì không thể thấy thiên đàng, không nhờ nước mà Thánh Linh mà sanh thì không vào thiên đàng được. Mà hãy chi sinh bởi sắc thịt là sắc thịt, mà hãy chi sinh bởi Thánh Linh là không. Chúng ta là không, bởi vì chúng ta có một tâm linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Tâm linh ấy được gọi là tâm thần đó, là vô cùng quan trọng để kết nối, để trò chuyện với Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là thần nên chúng ta không thể có thể sử dụng cái sắc thịt của chúng ta. Nhưng mà tâm linh chúng ta được tái sanh được một hồi để chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời, và tâm linh chúng ta phải làm chủ về cuộc đời của chúng ta. Mà tâm linh chúng ta làm chủ có nghĩa là cuộc đời chúng ta thay đổi rất là nhiều kịch, đúng không ạ? Con người cũ tội lỗi của chúng ta sống trong sắc thịt nó quen rồi, mà nếu chúng ta đã được tái sanh rồi mà chúng ta không sống theo linh của chúng ta, linh chúng ta không làm chủ trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ để xác định làm chủ, hay là cái phần lý trí chúng ta làm chủ, thì chúng ta sẽ không thay đổi mới đâu. Nhưng mà tâm linh làm chủ có nghĩa là một vị vua mới lên ngôi á, sẽ thay đổi mọi sự cũ đã qua đi, đầy mọi sự được trở đi mới. Amen. Nên chúng ta hãy quý được, quý trọng cái tâm linh của chúng ta, hãy bước theo tâm linh của Chúa. Tôi thấy nhiều anh chị em được tái sinh, được bắt tay trong Đức Thánh Linh, ban đầu đầy dẫy tình yêu thương và sống vô cùng tuyệt vời, sống hy sinh vì người khác, sống làm chứng cho người này, làm chứng cho người kia, chữa lành cho người nọ. Rất là tuyệt vời. Cuộc sống của anh chị em lúc đó rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời, nó nhẹ bông mà giống như là cắt cánh bay cao. Nhưng mà bây giờ có còn nhẹ nhàng như xưa nữa không? Bây giờ có bay được không? Có các cánh bay cao như chim ưng chạy mà không mà nhập đi mà không mòn mỏi không? Những gì của thế gian này, bụi bặm của thế gian này nó làm cho đời sống của chúng ta trở thành những người rất là nặng nề,
và chúng ta chi phối rồi một phần cho Chúa, rồi một phần cho thế gian này, rồi chúng ta gánh nặng và rất là cực nhọc. Hãy trở lại với lời của Đức Chúa Trời, hãy trở lại nhìn vào Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Amen. Chúa Giêsu là một tấm gương đức tin cho chúng ta. Amen. Ngài khởi đầu bằng đức tin và Ngài kết thúc bằng đức tin. Amen. Phải vậy không? Ngài tin cậy Đức Chúa Trời của mình, Ngài tin cậy nơi Cha của mình, Ngài làm bất cứ điều gì, dù đuổi quỷ ra, chữa lành bệnh tật hay mọi thứ, Ngài đều tin cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đều nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài phong phục cho đến chết, có nghe là Ngài nhờ cậy Thánh Linh, phong phục Thánh Linh cho đến cuối cùng. Để Ngài khởi đầu bằng đức tin và kết thúc bằng đức tin. Ngài khởi đầu đi ra giảng phúc âm, không đem theo tiền bạc, không đem theo cái gì hết. Amen. Phải vậy không? Đâu phải có tiền rồi mới đi đâu. Và tất cả là từ đức tin đến đức tin. Và chúng ta hãy nhìn xem Chúa Giêsu. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Hãy sống bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta sống bằng đức tin thì chúng ta sẽ đền lòng Đức Chúa Trời. Và không có đức tin thì không thể sống đền lòng Đức Chúa Trời, đúng không? Như vậy thì đời sống của chúng ta, hãy sống theo lời của Chúa. Amen. Bởi vì lời của Chúa đem đức tin cho chúng ta mà. Phải vậy không? Lời của Chúa sản sinh ra đức tin. Như vậy thì ngày hôm nay Chúa muốn nói chúng ta là chúng ta phải sống giống như Chúa Giêsu. Càng khôn ngoan thêm lên rồi, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng mọi người. Thì như vậy chúng ta có đức tin trong lời này không? Đó không? Quyết sống như vậy không? Amen. Tôi nói rằng là khi chúng ta trở nên chọn lòng, như Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 48, Chúa nói là các người phải trở nên toàn hảo như Cha các người tánh toàn hảo. Amen. Đây là cái yêu cầu rất lớn, bởi vì khi Đức Chúa Trời dựng nên con người giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Giống hình ảnh Đức Chúa Trời, giống Cha, nên Ngài yêu cầu chúng ta trở nên toàn hảo hay là trọn vẹn đó. Như Cha các người là trọn vẹn. Amen. Amen. Chúng ta phải giống, còn chút gì đó chưa giống lại tiếp tục giống. Nếu có điều gì đó chưa giống Chúa, hãy thảy nó ra, hãy thanh tẩy nó đi, để chúng ta mỗi ngày giống Chúa nhiều hơn. Amen. Được không ạ? Amen. Anh Giang nói dối, sống ô uế, sống bất khiết, sống bất chính rồi, nó sống không đúng theo lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải thay đổi. Cần phải thay đổi. Chúa muốn chúng ta chết xác thịt và sống với Đức Thánh Linh. Và lời của Chúa cũng đã nói rất rõ, đoạn 6, đoạn 8 của Roma hay là Galati đoạn 5 thì cho chúng ta thấy rất rõ rằng là xác thịt dẫn đến sự chết và Thánh Linh dẫn đến sự sống và bình an. Chúng ta có đức tin trong lời này không? Bởi vì lời Chúa sản sinh ra đức tin chúng ta, để rồi chúng ta không sống theo xác thịt nữa mà chúng ta sống theo Thánh Linh. Amen. Amen. Quyết tâm không sống theo xác thịt nữa, hãy nói với người bên cạnh, xác thịt của bạn đã chết rồi, đã đóng tin với Chúa Giêsu rồi. Bây giờ sống với Đức Thánh Linh chứ không có sống đây xác thịt nữa. Amen. 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 Chúng ta bước vào một vương quốc khác rồi, không phải là vương quốc của sự tối tăm nữa, nhưng mà vương quốc của ánh sáng. Mà vương quốc của ánh sáng là sống với Thánh Linh chứ không phải sống đây xác thịt nữa. Amen. Nếu mà anh chị em mà qua Malaysia, anh chị em mà cứ đi bên phải, đi xe mà đi bên phải là anh chị em sẽ gây tai nạn giao thông. Bởi vì bên đó thì phải đi bên trái. Qua Mã Lai anh chị em phải đi xe là đi phía bên trái. Chứ qua bên đó anh chị em đi bên phải là cảnh sát người ta đưa gậy ra cái thì anh chị em nói không, tôi ở Việt Nam quen rồi, tôi đi ở Việt Nam quen rồi thì tôi cứ đi như vậy. Có được không? Bởi vì nước của người ta có luật của người ta. Amen. Nên là vương quốc thế gian chúng ta sống trong xác thì quen rồi, vương quốc trong tối tăm chúng ta sống tội lỗi quen rồi. Khi Chúa đưa chúng ta vào vương quốc sáng đá thì Ngài đã thanh tẩy chúng ta hết rồi. Và cái dư âm cái gì đó của là lịch sử trong cuộc đời của chúng ta còn lại đó, nó duy trì từ tổ phụ chúng ta còn lại đó. Chúng ta phải thanh tẩy và không sống theo cái cổ đó, bởi vì chúng ta bước vào trong vương quốc thiên đàng, chúng ta phải sống theo luật lệ của vương quốc thiên đàng, là sống với Thánh Linh chứ không còn sống theo xác thịt nữa.
Được không ạ? Nếu chúng ta vào một nước rất giàu có như nước Mỹ mà chúng ta cứ phạm lỗi liên tục thì người ta cứ gửi giấy về, biên lai về đó, chúng ta có không có tiền hay là có tiền không cần thiết là họ có tiền là họ cứ trừ, bởi vì tiền nó nằm trong tài khoản là họ trừ. Vào một nước rất giàu nhưng mà anh chị em vẫn sống nghèo bởi vì bị phạt nhiều quá. Vào thiên đàng giàu hơn cả nước Mỹ, amen, nhưng mà anh chị em nghèo bởi vì anh chị em có bị vi phạm quá nhiều, vi phạm quá nhiều nên nghèo nhưng không lên lớp, phải vậy không? Chúng ta cần phải giàu tâm linh, giàu đức tin. Gia Cơ đoạn 2:5 nói là chúng ta phải giàu đức tin để hưởng vương quốc, amen. Mà giàu đức tin có nghĩa là chúng ta giàu lời của Đức Chúa Trời, bởi vì lời của Đức Chúa Trời sản sinh ra đức tin cho chúng ta, amen. À, như vậy thì chúng ta phải giàu đức tin, mà giàu đức tin thì chúng ta phải đầy dẫy lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta phải kinh nghiệm lời của Đức Chúa Trời và chúng ta kinh nghiệm những lời hứa được bấm điện trên chính đời sống của chúng ta để chúng ta có thể trở thành từ đức tin đến đức tin, từ đức tin này cho đến đức tin khác. Chúng ta đức tin của sự tha tội được cứu rỗi, đến đức tin của sự chữa lành, đến đức tin của sự giải cứu ra khỏi quyền lực Satan, đức tin được sự sống đời đời, hay là chúng ta có đức tin để trở nên giàu có như thế nào đó, thì chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời, phải sống theo lời của Đức Chúa Trời, sống như Chúa Giêsu đã sống. Amen. Chúa Giêsu qua đám cổ kìa, nhưng vì chúng ta ngài trở thành nghèo để bởi sự nghèo của ngài chúng ta được giàu. Amen. Nên chúng ta không có nghèo mà khổ được, nhưng mà chúng ta phải sống trong sự giàu có. Amen. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta ra khỏi sự lúa xả rồi, ra khỏi sự nghèo đói rồi. Bởi vì Adam Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden là phải đổ mồ hôi trắng cho có mà ăn, đất bị lúa xả đủ điều. Nên con người bị nghèo khổ, đau ốm, bệnh tật, chết chóc là từ đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đem chúng ta vào trong vườn Eden trở lại rồi. Amen. Chúng ta vào trong thiên đàng trở lại rồi. Thì chúng ta phải sống giàu có trong Chúa. Amen. Sống bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời, và chúng ta sống trong sự khỏe mạnh, chúng ta sống trong mọi lĩnh vực mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và những lời hứa của ngài sẽ được ứng nghiệm trên chính đời sống của chúng ta. Chúng ta phải sống trong ánh sáng, là sống theo lời của Chúa, sống giống như Chúa Giêsu và sống nhờ thánh linh của Chúa dẫn dắt mỗi ngày. Amen. Đức Chúa Trời biết chúng ta yếu đuối nên ngài đã ban thánh linh đến để dẫn dắt đời sống của mình. Và ngự trong mình rất là gần, rất gần. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta hằng ở trong ánh sáng suốt 33 năm rưỡi. Ngài không có phạm tội. Chúng ta một ngày chúng ta giữ mà không phạm tội, chúng ta thấy hơi khó khăn á. Nhưng mà 33 năm rưỡi Chúa Giêsu không phạm tội. Ngài thì cám dỗ đủ mọi lĩnh vực mà không phạm tội. Như vậy thì chúng ta thấy được cái gương của Chúa Giêsu khi còn sống trong xác thịt. Chúa Giêsu cầu nguyện khóc lóc, với đấng có quyền cứu mình khỏi chết, bị lỏng, thành kính nên được nhận lời. Ngài sống đắc thắng, ngài sống trở nên vô tội, ngài không tì vết, đó là qua sự cầu nguyện với đấng có quyền cứu mình khỏi chết, đó là thánh linh đang sống ở với Chúa Giêsu. Nên ngài luôn luôn nhờ cậy thánh linh, nên sự chết không có thể bắt vào chính Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Bởi vì đấng thành sống đang ở, đấng ánh sáng đang ở với Chúa Giêsu. Amen. Nên thánh linh của Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta. Tôi nói anh chị em để anh chị em được khích lệ. Chúa Giêsu được đầy dẫy đức thánh linh. Amen. Amen. Còn chúng ta thì như thế nào? Chúng ta thì được báp têm trong đức thánh linh. Amen. Chúng ta nhớ điều này nhé. Chúa Giêsu đầy dẫy chiếc bình này thôi. Còn chúng ta thì được báp têm, có nghĩa là chiếc bình này chìm trong thánh linh, và thánh linh ở bên trong, và thánh linh bên trên nữa. Amen. Công vụ hoàn toàn khác với công sách tiền lập, và hoàn toàn khác với cựu ước.
cứu ước là Thánh Linh chỉ tác động người ta thôi, chỉ cảm động thôi, ở bên ngoài thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu thì đầy dạy bên trong. Amen. Và khi Chúa Giêsu về trời rồi Ngài đổ Thánh Linh xuống, có nghĩa là đầy dạy bên ngoài, đầy dạy bên trong và cả lửa bên trên nữa. Amen. Nay Chúa nói rằng là ai tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và làm những việc vĩ đại hơn ta nữa. Thì ta đi về cùng Cha. Amen. Phi-rơ là người bột trộn, là người nóng tính, là vi phạm rất là nhiều. Nhưng mà qua công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy được rằng là các sứ đồ của Chúa sự vi phạm chắc là rất ít, rất hiếm tìm là cái vi phạm của họ rất là hiếm. Phải vậy không? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của họ, họ bước theo Thánh Linh, mà bước theo Thánh Linh này họ không có vi phạm. Và đó là điều mà rất là tuyệt vời cho chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta thấy rằng Thánh Linh được ban xuống ở với chúng ta, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ sống theo ánh sáng mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài vẫn đang ở trong ánh sáng, thì chúng ta được thông công với nhau. Tất cả những ai sống trong ánh sáng như Chúa Giêsu hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau. Ồ, cái câu kinh thánh này chúng ta có hiểu không? Thì chúng ta sống trong ánh sáng cũng như Ngài ở trong ánh sáng thì chúng ta được thông công với nhau. Có nghĩa là Chúa Giêsu là đầu và hậu thánh là thân thể Ngài. Chúa Giêsu hằng ở trong ánh sáng thì hậu thánh của Chúa sống trong ánh sáng, mà sống trong ánh sáng thì chúng ta được giao thông với nhau. Amen. Chúng ta xem cái sự giao thông với nhau là chuyện chúng ta rất là bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây nói là khi chúng ta sống trong ánh sáng thì chúng ta được giao thông với nhau. Nếu chúng ta sống trong tối tăm, chúng ta không được giao thông với nhau đâu. Đây là cái sự giao thông thuộc linh. Amen. Cái sự giao thông thuộc linh mà Đức Thánh Linh của chúng ta là điểm nổi bật của Thánh Linh là gì? Là sự thông công. Amen. Điểm nổi bật của Chúa Giêsu là ăn điểm, và điểm nổi bật của Đức Chúa Cha là tình yêu. Mà câu kinh thánh nó các mục sư hai chút phút nên cái sự thông công, sự giao thông, đó là điểm nổi bật của Đức Thánh Linh. Ngài giao thông với hậu thánh. Amen. Ngài bày tỏ cho hậu thánh, Ngài cùng làm việc với hậu thánh, Ngài làm rất là nhiều phép lạ với hậu thánh, Ngài nhắc nhở, Ngài dạy dỗ hậu thánh đủ mọi điều hết. Đó là Thánh Linh giao thông với hậu thánh. Khi chúng ta ở trong ánh sáng thì chúng ta có sự giao thông cùng nhau. Amen. Amen. Các chi thể trong thân thể đều có sự nối kết với nhau trong thuộc linh và sống trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Linh của Chúa ở với hội thánh này. Khi Chúa Giêsu là đầu, hội thánh là thân. Khi hội thánh sống trong ánh sáng như Chúa Giêsu hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được giao thông cùng nhau. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta giao thông cùng nhau, cùng giao thông với Chúa nữa. Amen. Chúng ta thấy hạnh phúc không? Amen. Mà nếu chúng ta phạm lỗi thì sao? Anh chị em suy nghĩ đi. Khi anh chị em phạm tội rồi, anh chị em không muốn đi nhóm nữa. Tự nhiên đó là thấy mệt mỏi, không muốn đi nhóm nữa. Bởi vì hội thánh của Chúa có ánh sáng. Chúng ta nhìn nhau chúng ta thấy bình thường nha, nhưng mà ma quỷ nó nhìn chúng ta nó thấy một ánh sáng rất là rực rỡ. Tôi lưỡi quỷ nhiều và tôi cũng kinh nghiệm. Có một cô chỗ một sư hùng, tôi giảng đó, sau đó cái cô đó cô lên nhờ một sư cầu nguyện, nó đứng trước mặt tôi, cô ta vừa mở mắt ra cô hét một tiếng nã râm, bắt đầu la lên: Chúa ơi, con phạm tội giết người rồi, con phạm tội giết người, con phạm tội. Tôi cũng hốt hoảng lắm, bởi vì lúc đó thì không có tự do đâu, chúng chui chúng nhủi mà. Cô la lên thật là lớn: con phạm tội giết người. Và sao còn nhìn cho cô bình tĩnh trở lại rồi thì cô nói rằng là em không có thấy mục sư. Khi mở mắt ra thấy một ánh sáng sắc loa và không đứng nổi. Mà khi em ngã xuống là tội lỗi phải được xưng ra, tội lỗi phải được xưng ra.
Bởi vì em gặp Chúa, em thấy Chúa, em đối diện với Chúa và em mới xin lỗi. Đó là có vì còn gặp mấy cô con gái thường hay bị phá thai giết con của mình, thì làm con đã giết người, con phạm tội giết người. Khi chúng ta sống trong ánh sáng như Ngài hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta được giao thông với nhau. Amen. Và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Amen. Huyết con Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi chúng ta. Khi giao thông với nhau, nhóm lại cùng nhau, cô gái này đã thấy được ánh sáng của Chúa, thấy được chính Chúa, và cô đã được tha thứ, cô đã được rửa sạch bằng chính huyết của Chúa Giêsu. Amen. Nhưng hãy ai đã nhận Ngài xin tội mình thì Ngài là thành tín của mình, tha tội cho chúng tôi và làm chúng tôi sạch mọi điều gian ác. Amen. Huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, làm sạch tội lỗi của chúng ta. Những cái tội lỗi giấu kín mà chúng ta những lúc không xin ra, Chúa biết không? Chúa biết. Nhiều lúc chúng ta mắc cỡ, nhiều lúc chúng ta ngại ngùng, chúng ta không dám xin. Nhưng mà Chúa có cách của Chúa. Ngài muốn thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Nên ai là người phạm tội, hãy ăn năn với Chúa. Ai là người sống chưa đúng với lời Đức Chúa Trời, hãy ăn năn và sửa sai lại. Amen. Phải giống Chúa. Và chúng ta không giữ tội lỗi trong đời sống của chúng ta, không giữ tội lỗi trong đời sống của chúng ta, và chúng ta phải giao thông với nhau, không vì tội lỗi, không vì giận hờn, không vì cay đắng, không vì tổn thương, mà chúng ta bỏ hội thánh của Chúa, không giao thông với hội thánh. Khi chúng ta sống trong ánh sáng như Ngài hằng ở trong ánh sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Amen. Giao thông cùng nhau có nghĩa là cùng giao thông với Chúa. Amen. Cùng giao thông với Chúa. Khi chúng ta hiệp nhất trong thánh linh của Đức Chúa Trời là chúng ta cùng giao thông với Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa luôn luôn giao thông với Đức Chúa Trời và thánh linh của Chúa luôn luôn giao thông với hội thánh. Nên cái việc giao thông cùng nhau là vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng coi thường cái việc chúng ta giống lại với nhau, chúng ta trò chuyện cùng nhau. Đôi ba người chúng ta nói chuyện với nhau thì chúng ta lại trên trời có cuốn sổ ghi chép mọi lời mà chúng ta đã trò chuyện với nhau, khích lệ lẫn nhau. Amen. Nên việc giao thông với nhau là vô cùng quan trọng. Mày nói với người bên cạnh nè, giao thông với nhau là vô cùng quan trọng đấy. Đừng coi thường cái việc nhóm lại nha. Hai ba người hay là nhiều người, chúng ta giao thông với nhau thì sự hiện diện của Chúa ở đó. Amen. Chúa hiện diện ở đó và Chúa có mối thông công với chúng ta. Chúa sức dầu cho người này nói, Chúa sức dầu cho người nghe. Amen. À, và Chúa làm cho hội thánh của Chúa nó hiệp nhất và trưởng thành tập tướng quốc gia đầy tròn trong chương của Thế Giêsu. Mà khi chúng ta giao thông với nhau, đó là mới có phần thứ nhất. Và phần thứ hai là huyết Chúa Giêsu con Ngài làm sạch tội lỗi chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta suy nghĩ đi, một người ở trong tù, họ trong tù ra khỏi tù, ở trong không có ai đó bảo lãnh họ, đúng không ạ? Ở trong tù nó mất đi quyền công dân, nó mất đi đủ mọi thứ, không gần người thân của mình, ở trong một cái khuôn khổ rèn luyện. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng ở trong tù của Satan, mà Chúa đã công bố trong Thi Thiên, Chúa đã chữa lành, Chúa đã giải phóng chúng ta ra khỏi sự mù lòa, Chúa đã giải phóng chúng ta ra khỏi sự ức hiếp của ma quỷ, để chúng ta ra khỏi sự tự do. Cách đây 2000 năm Chúa Giêsu đã công bố điều đó rồi. Amen. Chúng ta đã được tự do bởi Chúa Giêsu của chúng ta rồi. Chúng ta đã rời trong ánh sáng và chúng ta phải sống trong ánh sáng. Sứ đồ Giăng biết rõ về ánh sáng, nguồn của sự sáng là thế nào. Ông đã rờ đụng, ông đã chiêm ngưỡng và ông đã truyền lại cho hội thánh của Chúa, và ngày hôm nay đã được truyền lại cho chúng ta. Và tôi nói với anh chị em rằng là chúng ta cũng thật sự đã kinh nghiệm được sự sáng, kinh nghiệm một Chúa cứu thế Giêsu hằng sống ở trong sự sinh bởi lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Linh đến, Ngài sẽ làm chứng về ta, tức là Thánh Linh ở với Chúa Giêsu và Thánh Linh ở với hội thánh, và Thánh Linh sẽ làm chứng về Chúa Giêsu cho hội thánh. Mà hội thánh biết về Chúa Giêsu rất rõ, đó là Thánh Linh bày tỏ
để chúng ta biết rõ Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Luôn luôn huyết của Chúa Giêsu làm sạch tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta ở trong ánh sáng, như chính Ngài hằng ở trong ánh sáng, thì chúng ta được giao thông cùng nhau và huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta ở trong bóng tối thì tội lỗi nó không được phô bày. Tội lỗi đó ở trong ánh sáng thì tội lỗi nó được phô bày. Amen. Nếu chúng ta ở trong ánh sáng thì mới huyết của Chúa Giêsu mới rửa sạch tội lỗi chúng ta. Bởi vì trong ánh sáng tội lỗi nó sẽ được phô bày ra. Trong ánh sáng tội lỗi nó sẽ lộ ra. Trong ánh sáng, trong cái sự thông công với nhau đó, người này người kia họ thấy chúng ta còn yếu kém điều gì đó, có tội lỗi nào đó, những gì đó mà chúng ta chưa rửa sạch đó, họ sẽ nhắc nhở chúng ta và huyết của Chúa Giêsu sẽ rửa sạch. Bởi vì nếu chúng ta không trở trong ánh sáng, chúng ta cứ chui vào những nơi tối tăm, chúng ta cứ sống trong tối tăm, thì tội lỗi chúng ta không thấy, chúng ta không được phô bày, chúng ta không được nhắc nhở, chúng ta không được dạy dỗ, và chúng ta không được rửa sạch bởi huyết của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không được rửa sạch thì sao? Để sống trong ô uế, những lời cầu nguyện của mình có được nhận không? Chúa không nhận lời của người có tội, nhớ điều này nhé. Nhưng mà ai xin nó ra và từ bỏ nó thì nó được tương xóa, sẽ được may mắn. Amen. Nên là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có sự thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Ngài rất yêu chúng ta, nhưng mà Ngài không chấp nhận tội lỗi. Và Ngài có chương trình hoạch định để rửa sạch tội lỗi chúng ta rồi. Và ngày bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục được rửa sạch tội lỗi khi chúng ta ở trong ánh sáng. Amen. Khi chúng ta ở trong ánh sáng thì chúng ta được giao thông với nhau. Huyết của Chúa Giêsu có Ngài làm sạch tội lỗi chúng ta. Amen. Được tinh sạch. Có nhiều lúc tội lỗi chúng ta không nhớ được. Những cái tội lỗi nó di truyền từ tổ phụ, chúng ta không nhớ nổi. Những tội lỗi chúng ta vi phạm, chúng ta không nhớ nổi. Chúng ta sinh ra một số điều nào đó, có nhiều lúc chúng ta sinh chung chung vậy thôi. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải được rửa sạch tội lỗi bằng huyết của Chúa Giêsu. Có nghĩa là qua ánh sáng, sống trong ánh sáng, tội lỗi sẽ lộ ra. Và lộ ra thì được tẩy sạch. Amen. Giống như cái cô phạm tội giết người đó, trong ánh sáng của Chúa thì thật sự tội lỗi đó mới được bày tỏ ra. Và cô hết lòng ăn năn và Chúa đã tha thứ cho cô. Chúa ban bình an cho cô. Chúa ban sự sống đời đời. Chúa ban phước lành cho ông thằng này. Đó là điều rất tuyệt vời mà Chúa đã dành cho chúng ta sống chúng ta. Tôi công tác lại. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là sự sáng. Và Chúa tạo ra sự sáng ban đầu. Và lời của Ngài là sự sáng để dẫn dắt đời sống của chúng ta. Thứ hai là chúng ta phải có một cái đời sống, sống trong ánh sáng. Amen. Sống trong ánh sáng. Chúng ta phải sống trong ánh sáng vì Chúa là đấng hằng sống trong ánh sáng. Và chúng ta được thông công với nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Để bài học thánh chúng ta được đứng lên. Còn chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin thánh linh của Chúa, xin thánh linh của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta. Có điều tội lỗi nào đó ngay thời giờ này, thánh linh Chúa nhắc nhở chúng ta hãy ăn năn. Có cái điều gì đó mà xấu, nó không đúng với lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn giữ lại, chúng ta nghĩ là bản tính của mình, nhưng mà Chúa muốn chúng ta có bản tính của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta có phẩm chất của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta sống trong đạo đức, sống trong ánh sáng, không sống trong tối tăm. Nên chúng ta giống Chúa Giêsu là vâng phục cho đến chết. Còn sống hãy cứ vâng phục cho đến khi chúng ta chết. Lời Đức Chúa Trời nói như thế nào thì chúng ta hãy amen và làm theo lời. Amen. Ngài dạy cho chúng ta đầy đủ
từng cá nhân, tập thể, từng chức vụ, người cha, người mẹ, người ông, người bà, cô dì, chú bác, hay là con ngài, chồng vợ, ngài có đủ lời để dạy cho chúng ta. Hãy sống trong ánh sáng để được giao thông với cùng nhau và để được khuyết của Chúa Giêsu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.